Tử vi tuổi Đinh Mão 1987, trong 6 tháng đầu năm, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tuổi Mão theo quan niệm của người Trung Quốc là con thỏ, còn ở Việt Nam là con mèo. Đây là một con vật khá hiền lành và rất gần gũi với con người. Trong 12 sinh vật, con Mão là con vật đứng hàng thứ tư. Vì thế 12 thời thần giờ Mão sẽ là từ 5 đến 7 giờ sáng. Mèo được xem là bậc thầy của hổ trong truyền thuyết, nhưng sau đó lại bị hổ phản lại. Chúng là loài động vật rất thông minh và trung thực. Những cô chú tuổi Mão cũng có tính cách và khí chất từ con vật này. Họ thực hiện lượng công việc đa dạng một cách đáng kinh ngạc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, cô chú tuổi Đinh Mão sẽ có khá nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và tài lộc, nhưng đa phần chưa nắm bắt được. Vậy trong năm 2021 Tân Sửu, tuổi Đinh Mão đã để tuột mất những cơ hội gì và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy dành cho cô chú tuổi Đinh Mão 1987 trong 6 tháng đầu năm 2021 như thế nào? Xin mời quý vị, cô chú và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Mão trong năm 2021. 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu là một năm của cô chú tuổi Đinh Mão trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp đều gặp được một số cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, thành quả đạt được chưa giúp cô chú đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Kiên trì với những gì mình làm cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Cô chú cũng không nên tham lam, chạy theo cái lợi trước mắt. Tốt nhất, hãy chậm mà chắc, rồi sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy vậy, cô chú cũng không nên lo lắng thái quá mà hành động hấp tấp. Hãy bước vào những bước chậm mà chắc, bởi chặng đường tương lai vẫn còn rất dài. Tại thời điểm này, nhân duyên của cô chú cũng khá tốt, nhưng quý nhân vận không vượng. Thành hay bại vẫn chủ yếu dựa vào sức mình, khó trông chờ vào người khác giúp đỡ. Để cô chú có một năm bình an và gặp nhiều may mắn, cô chú tuổi Đinh Mão nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Ngay bây giờ, xin mời cô chú hãy nghe luận giải chi tiết về tuổi Đinh Mão. Đầu tiên, về công danh, sự nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cô chú tuổi Đinh Mão thoát khỏi thái tuế, vận khí tốt hơn, nhưng cô chú lại dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể do cô chú thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Bên cạnh đó, cô chú cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người ở xung quanh nhiều hơn, không nên làm mọi thứ quá cứng nhắc, bảo thủ. Cô chú cũng nên học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng tỏ ra e ngại. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, cô chú tuổi Đinh Mão nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc cô chú hanh thông thuận lợi, mối quan hệ công việc cũng dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc và tài chính. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, hầu như nguồn thu nhập chính của cô chú không biến động mạnh do ảnh hưởng khách quan của thời vận và do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Các nguồn thu nhập phụ có tăng do có thiên tài hỗ trợ. Tuy nhiên, để đạt được điều đó sẽ phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức, đòi hỏi cô chú phải sắp xếp thời gian hợp lý, chu toàn mọi việc. Cô chú làm đầu tư, kinh doanh có vẻ khá vất vả,
nếu muốn kiếm ra tiền. Tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư dả. Vậy nên cô chú cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường, có thể kiếm được một nguồn thu phụ dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Thầy Gia Cát có khuyên cô chú muốn tăng vận may mắn và cải mệnh thì cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật này sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 là năm của cô chú còn độc thân, sẽ có một cuộc gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Cô chú hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người, nhưng chớ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Bởi vì hôn nhân là chuyện cả đời, nếu quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp. Còn đối với cô chú đã có gia đình thì sẽ được sống trong những ngày tháng yên bình. Vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Đinh Mão cũng là những người luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tình cảm vợ chồng của cô chú khá hài hòa, gia đạo yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Thời gian này, cô chú nên đeo thêm vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cô chú tuổi Đinh Mão về cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, cô chú nên để ý chế độ ăn uống, tránh ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Mặc dù có thời điểm thiên cẩu hung tinh rình rập, cô chú có thể lơ là, mất cảnh giác nên có thể bị té ngã hay va quẹt xe cộ. Tuổi Đinh Mão có tăng môn hung tinh chiếu, có thể gia đình sẽ có tăng chế, nên cô chú cũng đừng vì thế mà quá đau buồn, kẹo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Đinh Mão hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn. Bên cạnh đó, vòng cũng như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Đinh Mão dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Đinh Mão. Đầu tiên, vận hạn tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm 2021, cô chú tuổi Mão sẽ không phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Cách phát huy phong độ của mình một cách ổn định và xử lý những công việc quen thuộc là rất thuận lợi. Có thể với nhiều người trong cuộc sống, bình lặng như vậy là rất nhàm chán. Nhưng với cô chú tuổi Đinh Mão thì lại rất hài lòng với cách bắt đầu năm mới như thế này. Cô chú có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, gia đạo hài hòa, tình cảm ngày càng thăng hoa. Vận hạn tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, tình hình tài chính của cô chú sẽ xảy ra vấn đề do có hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc xuất hiện. Tình hình sức khỏe không được tốt vào thời điểm này. Nhiều công việc đổ dồn xuống đầu khiến cô chú luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Vì vậy, cô chú nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Đừng làm việc quá sức. Vận hạn tháng 3 âm lịch. Vận thế của cô chú tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch khá ổn định. Cả sự nghiệp và tài lộc đều có những bước tăng tiến tích cực. Khi di chuyển trên đường, cô chú cũng cần tập trung chú ý, không cố tình vi phạm các luật lệ giao thông, khiến tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, cô chú cẩn thận kẻo tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan tụ. Đi xa sẽ có bất lợi về sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ. Vận hạn tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch, cô chú tuổi Đinh Mão sẽ gặp được may mắn trong công việc. Vì thế, cô chú nên cố gắng thật nhiều để khẳng định bản thân, đừng vội bỏ cuộc nếu mọi việc không như ý. Ngoài ra, chuyện tình cảm của cô chú có thể tiến triển tốt đẹp,
sẽ có thể tìm được người như ý nếu còn đang ở trạng thái độc thân. Nhân duyên cát lành, bởi có quý nhân giúp đỡ. Tháng 5 âm lịch, vận hạn của người sinh năm 1987, điều mà cô chú Đinh Mão cần chú ý trong tháng này là vấn đề sức khỏe. Do hung tinh chiếu mệnh nên cô chú dễ mắc các bệnh cấp tính, khiến tinh thần đi xuống, không có đủ sức khỏe để làm việc. Sức khỏe giảm sút, đau ốm khó lường. Cuối cùng, vận hạn tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, cô chú sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi. Sự chăm chỉ, nhiệt tình đôi khi có thể khiến cô chú cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy, cô chú nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút, không nên tự bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. May mắn, cô chú được âm phù dương trợ nên làm ăn thuận lợi, tài khí vượng, có lộc về kinh doanh, buôn bán. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Đinh Mão trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của cô chú tuổi Đinh Mão. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các cô chú tuổi Đinh Mão có sao Thái Âm chiếu mệnh. Thái Âm là cát tinh, thường đem lại sự điều hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. Kinh doanh, đầu tư liên quan đến bất động sản rất lợi. Bên cạnh đó, chú lại gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Đối với cô tuổi Đinh Mão thì kém may mắn hơn khi bị hung tinh Thái Bạch chiếu mệnh. Là sao xấu gây hao tán tiền bạc, dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, năm và kỵ máu trắng quanh năm, và nó xấu nhất cho những người mạng kim và mạng mộc. Bên cạnh đó, quý cô tuổi Mão còn gặp phải hạn Thiên La. Hạn này khiến cô dễ bị đau ốm không khỏi, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, nhất là về vấn đề công việc và chuyện sinh nở. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú là sao Lưu Hà và Tăng Môn, gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tang chế, đề phòng nạn sông nước. Cung tam hợp có cả sao Thiên Mã, Đại Hao, Tuế Phá, điếu hiếu khách, mang dấu hiệu một thời gian dài dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, gia đình có chuyện không vui. Cuối cùng là cung xung chiếu cùng có các tinh lộc tồn, hàm trì, giải thần, phượng các tốt cho nhân duyên và tài lộc. Nhưng hung tinh Phi Liêm, Bạch Hổ và Thiên Quan gây hại sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ phải đổ chạm đến dao kéo hoặc họa thị phi, quan tụ. Nhìn chung, cô chú tuổi Đinh Mão, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu có thể gặp được một số cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, thành quả đạt được chưa giúp cô chú đạt được bước thăng tiến rõ rệt. Từ đó, cô chú cần phải kiên trì với những gì mà mình cho là đúng. Đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Cô chú không nên tham lam chạy theo cái lợi trước mắt. Tốt nhất, hãy chậm mà chắc, rồi vẫn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Để vượng khí có thể phát triển tốt, nếu có thể, hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều sự may mắn cho cô chú, cải thiện sức khỏe tốt nhất. Quý anh chị và các bạn thân mến, có thể để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại ở phần bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn những sự chia sẻ về kiến thức bổ ích của thầy Phong Thủy Gia Cát. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận những chia sẻ và phong thủy vô cùng bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.